cho anh chị cái loại rẻ tiền nhá. Loại rẻ tiền thì nó có cái loại màu xanh như này nhá. Thì cái này là cái loại màu xanh này, nó không có loại rộng 1 mét đâu nhá. Cái này nó chỉ 70 80 thôi ạ, hai cái loại cỡ thông dụng ạ. Và nó là mét 9 và 2 mét thôi nhá. Thông thường thì là nó là 80 và 90 nhá. Cái này không có rộng 1 mét anh chị nhá. Đấy, bánh xe của nó thì cái cửa loại rẻ thì nó như thế này anh chị nhá. Đây là loại rẻ đấy ạ. Đấy, thì nó có màu xanh này anh chị nhá, duy nhất có màu xanh. Đấy thì nó chỉ có 70, 80 và 90. Cao thì nó chỉ mét 9 đổ lại anh chị nhá. Thì đây là loại rẻ tiền nhá. Đấy. Ok anh chị nhá, có 3 loại đấy ạ. Đây là loại rẻ nhất bên em. Cái này thì cũng tính theo cái, nhiều bên em sẽ tính theo mét vuông anh chị nhá. Vâng, ok, và em sẽ quay sang cái loại tốt hơn cái loại này ạ. Đây là loại rẻ nhất bên em. Ok anh chị nhá. Em sẽ quay cho anh chị cái loại tốt, tốt này là tốt vừa nhá. Đấy, cái loại này là loại vân gỗ đây. Loại này thì nó có rộng từ 80 90 1 mét anh chị nhá, cao mét 9 đến 2 mét ạ. Đấy, cái loại này là loại cũng là loại tốt nhưng là tốt vừa, chưa phải là cực tốt. Tí nữa em sẽ quay cho anh chị cái loại cực tốt. Đấy. Cái cửa này thì không có chiều rộng nhiều nhá. Cái này đối với cái cửa rộng này thì anh chị chỉ có rộng là 80 90 1 mét và cao nhất là 2 mét. Đấy, nó không có chiều rộng hơn mà không có chiều cao hơn. Đấy, cửa này cửa Đài Loan anh chị nhá. Rất chi là dai. Đấy. Cái này thì ít tính theo cái, nhiều tính theo mét vuông anh chị nhá. Đấy, duy nhất có một màu này, gọi là màu vân gỗ anh chị nhá. Đấy, nó có u treo như cái rèm. Đấy, thực tế là sau khi lắp xong thì nó sẽ như hình này anh chị nhá. Đấy, nó có cái u ở trên. Đấy. Đây là loại màu vân gỗ nhá, loại thông dụng nhất ở bên em và đang bán chạy. Ok anh chị nhá. Và còn loại cực tốt của bên em thì là loại này, là loại đỉnh nhất. Đỉnh nhất của bên em thì nó sẽ có loại rộng hơn, cổ rộng hơn và cao hơn. Có thể cao từ 2m rưỡi, 2m3, 2m4, 2m rưỡi anh chị nhé. Rộng thì có 1m, 1m rưỡi, 2m, thậm chí là rộng đến 3m cũng có. Đấy, thì cấu tạo của cái cửa tốt thì nó sẽ dày dặn như thế này. Cấu tạo của vành bi treo thì như này anh chị nhé. Tất cả linh kiện đầy đủ ở trong này. Đấy, thì các anh chị lưu ý cái loại này của bên em là loại cực tốt. Và giá nhiều tính theo mét vuông, giá ít tính theo cái. Anh chị mua qua 65 Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh hay là mua qua điện thoại 0936144646 nhá. Thì là hai cái loại này thì độ rộng thoải mái, độ cao 2m rưỡi đổ lại anh chị nhá. Nhưng mà riêng có màu trắng đấy, màu trắng là có cao 2m rưỡi thôi, còn màu vàng không có anh chị nhá. Anh chị lưu ý cho bên em nhá. Vâng, em xin chào anh chị nhá. Đây em sẽ quay cho anh cái loại tốt bên em nhá. Nó có loại màu trắng vân và một loại màu vàng nhá. Thì cái khổ này của bên em là có loại khổ rộng 1m đến 1m rưỡi, 2m, 3m nhá. Đây em quay trực tiếp cho anh loại tốt nhá. Loại tốt nhất của bên em là loại như này anh chị nhá. Đây thực tế là như này. Còn loại bình thường, loại tốt bình thường thì là như này anh chị nhá. Loại tốt bình thường như này. Đây. Đấy. Cái này thì đây là màu loại tốt nhất của bên em đây. Thì nó sẽ là hình thức nó như này anh chị nhá. Đây là màu vàng. Đấy, đây là màu vàng anh chị nhá. Đấy, bánh xe của nó này. Đây là loại tốt. Trong này đầy đủ linh kiện anh nhá. Tay nắm tay liếc đầy đủ đây. Các thứ nằm trong bộ này. Cái này bên em thì có rộng 1m đến 1m rưỡi, 2m, 3m. Dài thì có thể 2m đến 2m rưỡi. Đây màu trắng vân đây anh nhá. Đây là loại tốt đây ạ. Còn loại tốt thường thường thì nó mỏng như này anh chị nhá. Đây cũng là loại tốt. Đấy, loại này thì là loại màu vân gỗ. Loại mà nó mỏng, còn loại tốt xịn của nó thì sẽ là như này anh chị nhá. Đấy. Đây là hàng này bên em đang giao buôn đây, mấy trăm cái cuộn cái kiện này đây. Ok anh chị nhé, anh chị đặt qua Zalo 0936144646 hoặc 65 Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh nhé. Và anh cho em lên xem luôn cái hàng này đi. Không không, cái này. Đấy. Đó, để bọc vào chứ. Đấy, cái loại loại này là loại loại vân gỗ. Vân gỗ thì như là một cái kiện này là bên em là một kiện này là 4 cái anh nhá. Kiện này nó cao khoảng tầm 10 cm. Đấy. Anh chị mua các loại cửa xếp nhựa này thì qua 65 Nguyễn Văn Cừ hoặc là mua qua Zalo 0936144646. Không, cái này để lại con ạ. Ok anh chị nhá. Đây em quay trực tiếp cho anh chị cái màu trắng này, nó sẽ như này. Đây thực tế là màu trắng thì nó sẽ như này anh chị nhá. Đấy, cái này nó gọi là trắng vân nhá. Trắng vân anh chị nhá. Đấy. Đấy, đây là bộ trắng vân. Đấy, bánh xe cấu tạo nó như này anh chị nhá. Trong này thì đầy đủ hết linh kiện, đi theo bộ là bọn em linh kiện. Đây là màu trắng vân nhá. Ok anh chị nhá. Đấy, tất cả linh kiện cửa có hết ở đây anh chị, đủ hết anh chị nhá. Đấy. Đấy, bánh xe nguyên lý của nó là như này. Đấy, thì đối với màu của loại cực tốt này ấy, thì là bên anh chị có thể là độ rộng bất kỳ nhá. 1m, 2, 3, 4m đều được hết nhá.
dài từ 2 mét đến 2 mét rưỡi nhá. Đây là màu trắng vân anh chị nhá. Ok anh chị nhá.